Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến shop của em Hoàng Tuấn để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai đế quyết quyền quyệt luôn quý vị ơi. Này hàng nóng nha quý vị, mới làm ra là mình quay giới thiệu cho quý vị liền đây ha. À, còn dài dài ở trong quý vị, hai hàng thẳng tắp luôn. À, đây nhá, hàng cho quý vị luôn đó, quá sẽ đế ha. Đặt đế luôn, đế sổ dài, đặt kẹo. À, đặc biệt cái đầu clip này nữa nè. Chào em. Rồi, chào thầy ha, chào cô chú chị mình trên tổ quốc ha. Nay mới bứng về được số phôi lên giao lưu của chú chị mình ha. Ngày mai dẫu Thủ Đức tức làm dẫn vào sóng vào ship toàn quốc ha. Số điện thoại là 0332793171 là số giao lưu ha. Chung cây này mới bứng về luôn của chú chị, làm xong mình lên giao lưu luôn ha. Làm vô cây đầu tiên ha. Rồi, mã số đầu tiên, số 1 nha của chú chị. Số 1. Em trực tay cành điều đế thì nó khỏi nói là quá web. Chiều cao của nó là 1m15 ha. Rồi. Cái hoành đây. Cây này hoành thì không lớn nha cô chú anh chị, 26 hoành. Giữ ra giữ cái thước cho anh. Đây. 26 hoành đúng không? Hoành thì không lớn nhưng mà cái nồi đế thì nó quá dữ ha. Đây. Rồi mình xuống cái nồi đế đi ha. Đây đầu sổ nè. 4,5 tấc cô chú anh chị. Sổ 45. Rồi cái nồi đế đặt luôn, bầu nhiều đế nhiều nha. Rồi cái nồi cầm 1m8 cô chú anh chị. 8 chắc còn dư nhiều luôn á quý vị. Quá sức kì. Rồi. Kì không lớn nha cô chú. Đường kính bầu của nó là 80 ha. Trời ơi. Dữ không vậy? Đây, mặt bên kia coi sao đây. Bên đây cũng bao vậy. Bao phê luôn cô chú anh chị. Đó, phê luôn ha. Cây này hàng tiềm năng ha. Đó cô chú anh chị mình sưu tầm mấy cây đẹp về bổ sung vườn mình ha. Cây này là quá khủng luôn cô chú anh chị. Đó. Chung hoành cây này thì không có lớn ha. 26 hoành nè cô chú anh chị. Để giữ quá trời cái bộ đế của nó ha. À, khủng khiếp luôn đó chị. Tay cành nè quý vị ơi, để mình kéo lên tay cành cho quý vị xem ha. Tay cành đóng đặc đặc luôn ha, đều là giót đọt còn nó xíu luôn, chân cực rất là đẹp người chú anh chị. À, cái này hàng là siêu phẩm đáng sưu tầm nhưng quý vị quá dữ ha, quá khủng luôn. À, này cái hoành không nói lên vấn đề mà cái đế mới nói lên vấn đề đây. Quá dữ. Đâu, em dựng mặt này em ôm lại thêm cái nó tới. Đây quý vị. Quá phê của chú chị. Đây ha. Giá luôn nhiêu em? Rồi, mã số 1 này em giao luôn giá 7,5 triệu rồi ha. Quá đã. Quá sức cái cây của chú chị. Hàng sưu tầm ha. Rồi, xuống cây. À, 4 người xuống mới nổi đi quý vị ơi. Đây, em trực tay cành đều để quyết quyền quyệt luôn. Cái mã số 2 ha. Rồi, mã số 2. Chiều cao là 33. Rồi, hoành cho này là 23 hoành ha. Ồ, đúc măng không nha cô chú anh chị. Chùm lồn này lục trực không ha. Hàng lùng lực không nha cô chú anh chị. Rồi, vô luôn nhiêu đem? Mã số 2 này vô luôn giá 850 ha. Rồi, xuống cây luôn, 850. Mã số 3. Số 3. Chiều cao là 55. 19 hoành. Rồi, hoành 19. Rồi, để đây. Đào phê của chú chị luôn ha. Đặt luôn trời. Quá dữ ha. Hàng rồi, đẹp luôn như em. Rồi, mã số 3 này em cho lưu giá 1,2 triệu ha. Rồi, 1,2 triệu quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 4. Cao 43. Rồi, 17 hoành ha. Rồi. Đấy đây. Rồi, giá luôn như đêm. Rồi, mã số 4 450 ha. 450. Mã số 5. Này đẹp quá đây. Cao 34. Rồi, hoành eo 16 ha. Rồi. Ok, lùng lực tay cành ha cô chú anh chị. Trực bút măng không ha. Nồi đế nè. Rồi, giá luôn như em. Rồi, mã số 5 650 ha. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 6. Cao 64. Hoành neo 23 hoành. Rồi, hoành 23. Tài cành đều. Bệ đế ha cô chú anh chị. Để đây. Đó, này là hàng nóng mới về luôn.
vừa làm xong xong là quay liền giới thiệu cái gì liền luôn. Hàng VIP không có chú chị. Rồi, giao lưu như đem. Mã số 6 này giao lưu với 1,2 triệu ha. Rồi, xuống cây, 1,2 triệu. Mã số 7. Này để giữ không ha. Chiều cao là 47. 18 quanh. Rồi, quanh 18. Cái bầu đế này quá trời của chú chị. Rồi, 127 ha. Để quái ha cô chú chị. Úp măng không. Rồi, giá luôn nhiêu đây. Rồi, mã số 7, 750 ha. 750, rồi xuống cây luôn. Theo luôn. Mã số 8. Cao 49. 23 quanh. Rồi, xoay xoay luôn. Quanh 23. Để đây. Quá dữ để ha. Bự không nè. Rồi, giá luôn nhiêu đem. Mã số 8 này giao lưu giá 850 ha. Rồi, 850. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 9. 9. Cao 58. Heo 23 quanh. Rồi. Cái tay cành ha cô chú anh chị. Tay cành đều rang. Để ha. Đó, như ổ phải mì luôn chứ vậy. Đó, kẹo ha. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Mã số 9 em giao lưu với 1,5 triệu ha. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 10. Rồi, để rồi là để luôn. Đồng lực khác rồi chứ chị. Nhớ luôn ha. Cao 42. 20 quanh. Đầu sổ là 30 ha. Để nè. Rồi, cái nồi đế là 128 ha cô chú chị. Quá xa cái đế quá vậy. Trung hoành thì không lớn ha. Đó. Để giữ. Hàng siêu phẩm coi chú chị. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Rồi, mã 10 này em giao lưu giá 2,5 triệu ha. Mã số 10, 2,5 triệu. Đó. Rồi, xuống cây luôn. Qua đây. 11. Cao 29. 16 quanh. Rồi, quanh 16. Để đây. Rồi, giao lưu nhiêu em? Rồi, mã 11, 650 ha. Rồi, xuống cây luôn, 650. Rồi, 12. 12 luôn. Cao 60 ha. Quanh là 20. Rồi. Rồi, cái nồi đế là 123 ha. Rồi, để đây. Để đặt đế luôn. Quá phê của chú anh chị. Kẹo ha, tay cành là giót đọt luôn nè. Rồi, giao lưu nha em. Rồi, mã 12 này em giao lưu giá 1,5 triệu ha. Rồi, 1,5 triệu quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Mã 13. 13. Cao 50. 15 quanh. Đầu sổ 2 tắc 7 ha. Rồi, để quý vị. Rồi, giá luôn nhiêu đem? Mã 13, 650 ha. Rồi, 650. Rồi, lên 14 luôn. 14. Cao 47. 19 quanh. Em này dáng siêu siêu, tay cành đều giót đọt có xíu luôn. Đế thì quá xa cái nồi này nha. Khủng rồi chú chê. Để khủng không à. Rồi, giá luôn như đây. Rồi, mã 14 này giao lưu giá 850 ha. 850. Rồi, xuống cây luôn. Mã 15. Cao 35. 15 quanh. Đầu sổ là 30. Rồi, sổ 30. Tay cành đều. Để đây. Quá dữ ha. Rồi, giá luôn như em. Rồi, mã 15, 750 rồi chú chị. Rồi, 750. Mã 16. 16. Để sổ dài dài luôn. Cao 30. Quanh 14 hả cái chú chê. Mini ha. Đầu sổ 3 tấc rưỡi. Này quanh không thanh nói lên vấn đề mà đế ha quý vị. Để
Em này mà chừng nữa nó bự lên thì hết ý luôn ha. Rồi, giao lưu như đây em. Ôi, mở 16 này em giao lưu chứ, triệu 2 ha. Triệu 2, rồi xuống cây luôn. Tiếp tục luôn. 17. Quá, sẽ để nữa. Cao 44. 16 anh. Để ơi là để ha, để quyết không ha. Rồi, giao lưu như đây. 17 em giao lưu 7,5 ha. 7,5. Rồi, xuống cây. 18. Để nữa. Quá xa ha. Cao 50. 17 của anh. Nồi đế. Cái nồi đế là 115 hả các chú anh chị. Rồi, xây xây luôn. Quá khủng khiếp ha. Để giữ. Đều luôn. Quanh luôn như em. Rồi, 18 em vô lưu giá 1,5 triệu ha. Rồi, 1,5 triệu ha. Trung hoành không có lớn nha các chú anh chị. Để giữ. 19. Cao 40. Hoành là 20 ha. Độ sổ là 2,9 tấc. Để nè. Rồi, cái nồi đế là 1 mét nha các chú anh chị. Hết biết đế luôn. Khủng không các chú anh chị. Đặc biệt tài cành nó cũng rất đẹp ha. Rồi, giá lâu nhiêu em? Rồi, mở 19 em giao lưu giá 1,2 triệu ha. Rồi, 1,2 triệu. Mở 20. Cao 33 ha. 15 quanh. Đầu số là 30. Rồi, sẽ xây luôn. Để quá sẽ để ha. Rồi, giao lưu nhiêu em? Rồi, mở 20 em giao lưu giá 8,5 triệu ha. Rồi, xuống cây luôn, 8,5 triệu. 21. Chiều cao 38. Hoành 23. Đầu sổ là 30 ha. Rồi, sẽ xây luôn. Bút măng ha cô chú chị. Bút măng. Để quyết một quyệt. Để đặt hết cô chú chị. Qua chỗ cây bút măng ha. Rồi, giao lưu nhiêu em? Rồi, mở 21 này em giao lưu giá 1,5 triệu ha. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, xuống cây luôn. 22, cây quái hả chú chị? Cao 39. 12 hoành. Hộ sổ là 30 ha. Để đây. Cổng chào luôn chú chị. Cổng chào. Cực kỳ quái ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Rồi, mở 22, 550 rồi chú chị. 550, rồi xuống cây luôn, một cây VIP nữa đây. 23. Cây này hoành không lớn nha cô chú chị. Lấy mà nồi để giữ. Cao 64. 16 hoành. Hoành 16 mà nồi để đây. Đầu sổ là 42 ha cô chú chị. Cái nồi của nó là 123 ha. Tham khảo kỹ nha cô chú anh chị. Này, này cũng ha. Đó. Tiềm năng của chú anh chị ơi. Này cũng siêu phẩm. Sổ 4,2 ha. Đó, tự nhiên hết nha cô chú anh chị, cực kỳ đẹp ha. À, quý vị có chốt em mã số 1 có chốt luôn mã số 23 này luôn quý vị ơi. Qua cặp đôi siêu phẩm luôn ha. Này càng nuôi sau này đó. Ha, cục đế càng giữ nha cô chú anh chị. Rồi, giao lưu như đây. Rồi, mở 23 này em giao lưu giá 3,5 triệu ha. Rồi, 3,5 triệu ha. Có 16 hoành này nha của chú anh chị, tham khảo kỹ ha. Để giữ rồi. Nha. Dạ là gì không còn hả? Rồi, mở số tiếp theo của gì ơi? Số 24 ha. 24. Cao là 90. Rồi, 90 cao. 38 hoành. Rồi, hoành 38. Đường kính bầu là 70 ha. Nồi đế nè. Cái nồi tầm 1,8 m rồi cô chú chị. 1,8 m có hơn luôn đó quý vị. Đế nè. Đặt luôn. Nguyên bộ đế cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Cái gì thế thích mà đế bàn bàn nữa, em này nè. Nguyên cái ổ đế này luôn gọi là ổ đế luôn. Không đặt luôn ha. Cô chú anh chị tham khảo kỹ ha, cộng bự nha, mà đặt kẹo hết ha. Rồi, mã số 24. Giao lưu nhiêu đem? Mã 24 này em giao lưu giá 2,7 triệu ha. Rồi, 2,7 triệu ha. Quá
qua xịt cái bộ đế rồi xuống cây luôn. Hơi nặng nha. Rồi mình còn cây bự nữa quý vị ơi, bự nè. Đây cây bự, bầu đất bự nên ba người khiêng nổi luôn. Mã 25 ha, làm đây quý vị. Cao là 1 mét. Hoành cổ này ha, 36 hoành của chú chị. 36 nè. Đó, cái em 24 với 25 này nó đế với cái thân cành nó giống không quý vị? Đường kính bầu của nó là 65 ha. Nồi đế nè. Nồi đế cũng tầm 1m7, 1m8 rồi chú chị. Rồi. 1m8 có hơn luôn quý vị. Đế cũng đặt luôn ha. Hết biết đế ha. 24, 25 bộ đế rất đẹp nha chú chị. Quý vị thích đế bàn đặt thì em này đây. Qua sức cái bề đế của chú chị. Dáng cũng siêu siêu nhẹ nhẹ giống như em 24 vậy ha, 25 nhưng 4 giống nhau không quý vị. Tay cành cũng đều để đặt nè. Rồi, mã số 25. Giá luôn nhiêu đây em? Mã 25 này em giao lưu giá 3 triệu 7 ha. 3 triệu 7. Ship toàn quốc cho quý vị luôn ha. Ship toàn quốc luôn của chú chị. Rồi, cũng là cây cuối cùng của clip ha. Rồi, clip mong của chú anh chị mình xem hết clip, khi nào ủng hộ trong cái đó ha. Cảm ơn của chú anh chị rất là nhiều. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau. Rồi, xuống cây.